hai chàng trai Pháp tìm được cha mẹ ruột ở Việt Nam, bật khóc nức nở ngày đoàn tụ. Tôi không muốn đến khi chết đi, vẫn không biết được nguồn cội của mình, không biết được người sinh ra mình là ai. Đó là lời chia sẻ về quyết tâm tìm lại cha mẹ ruột của anh Paolo Capobianco, một người Pháp gốc Việt được nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Con người có tổ, có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Nỗi tha thiết tìm về nguồn cội như một bản năng sâu thẳm trong dòng máu Việt, thúc giục những người con xa xứ bắt đầu cuộc hành trình tìm lại cha mẹ ở quê hương xa xôi, đầy gian truân và đầy nước mắt. Cậu bé luôn tò mò về ngoại hình. Anh Pienko có tên tiếng Việt là Nguyễn Việt Nam. Theo giấy chứng sinh của Bệnh viện Từ Dũ Sài Gòn, anh sinh ngày 17 tháng 2 năm 1994, và chỉ 2 ngày sau thì mẹ đã gửi anh lại cô nhi viện Mầm Non 2, phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Được biết, mẹ anh tên NTTB, sinh năm 1966, lúc đó 28 tuổi. 2 tháng sau, Pienko may mắn được một cặp vợ chồng người Pháp hiếm muộn nhận nuôi và có một cuộc sống hạnh phúc tại đất nước này. Bố mẹ Pienko cho biết, họ cảm nhận như có một sợi dây vô hình gắn kết với cậu bé ngay từ những phút đầu gặp mặt. Ngay sau đó, cặp vợ chồng người Pháp quyết định cậu bé người Việt này sẽ là mảnh ghép gia đình mà họ đang tìm kiếm bấy lâu. Tuy nhiên, Pienko chưa bao giờ thôi trăn trở về nguồn cội của mình. Tuổi thơ của Pienko là những ngày không ngừng thắc mắc về ngoại hình khác biệt của mình. Anh vẫn thường hỏi bố mẹ tại sao mình không có làn da trắng, tóc vàng hay đôi mắt xanh như các bạn. Lúc nào cũng vậy, bố mẹ luôn nhắc nhở tôi phải tự hào về vẻ ngoài và kể cho tôi nghe về đất nước nơi tôi sinh ra. Nhờ có bố mẹ, tôi biết đến Việt Nam nhiều hơn và bắt đầu tìm hiểu, khám phá về nó, Pienko kể. Được biết, sau khi trở về Pháp, bố mẹ Pienko vẫn giữ gìn thật cẩn thận những giấy tờ tùy thân liên quan đến cậu. Họ tin rằng con người ta đến một ngày nào đó sẽ đau đớn hướng về quê hương, tìm lại người đã sinh ra mình, để một lần được cất tiếng gọi mẹ cha. Pienko đến nước Pháp vào tháng 4 năm 1994 và lớn lên tại Marseille, một thành phố cảng ở miền nam nước Pháp. Pienko cho biết anh nhận được tình yêu thương rất lớn từ bố mẹ nuôi. Thật lòng, tôi biết ơn họ vì đã cho tôi có được một cuộc sống tốt nhất, anh tâm sự. Tuy nhiên, Pienko chưa bao giờ có suy nghĩ oán trách bố mẹ ruột. Anh tin rằng không có người mẹ nào lại muốn vứt bỏ con mình. Có lẽ mẹ tôi đã gặp phải điều gì đó kinh khủng lắm mới bỏ tôi mà đi. Và có lẽ bà đã dằn vặt vì điều đó suốt phần đời còn lại của mình. Thực tâm, tôi biết ơn bà đã sinh ra tôi. Và nhờ bà ấy mà tôi có được cuộc sống tuyệt vời ở hiện tại. Cảm ơn mẹ vì tất cả. Tháng 9 năm 2017, mẹ nuôi của Pienko đổ bệnh nặng, biết không qua khỏi. Bà đã đưa toàn bộ giấy tờ nhận nuôi cũ, giấy chứng sinh để giúp anh khi muốn có thể quay về quê hương tìm lại cha mẹ ruột. Không lâu sau, mẹ nuôi của Pienko qua đời. Người mẹ nuôi mất đã khiến Pienko vô cùng hụt hẫng và có một cảm giác trống rỗng không sao lấp đầy. Anh quyết định phải trở về Việt Nam sớm nhất, có thể vào một ngày nào đó. Từ khi biết tên tuổi người mẹ và địa chỉ ở xã Suối Khiết, huyện Tánh Linh, Bình Thuận, Pienko luôn đau đớn mong được có ngày về lại quê hương, ngã vào vòng tay mẹ. Một lần, sau khi học xong trung học, chàng trai này đã tâm sự với người hàng xóm rằng tận sâu trong tim cậu luôn mong có một ngày được sờ, được chạm vào khuôn mặt của mẹ để được nghe hơi ấm của vòng tay ôm. Đến một lúc nào đó, ai rồi cũng sẽ mong muốn tìm về với nguồn cội của chính mình. Mẹ tôi trông ra sao? Tại sao bà ấy lại bỏ tôi lại? Bà ấy vẫn còn sống khỏe mạnh chứ? Bà ấy còn nhớ tới tôi không? Những thắc mắc đó luôn thôi thúc Pienko tìm lại mẹ. Dành cả cuộc đời để đi tìm cha mẹ. Do khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, cũng như không có người quen tại Việt Nam, nên hành trình tìm mẹ của Pienko không có nhiều kết quả. Anh đã đăng thông báo trên các diễn đàn người Pháp ở Việt Nam, nhưng cũng không có phản hồi. Ngày gặp được mẹ chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Nếu được gặp bà, câu đầu tiên tôi nói với bà ấy sẽ là: con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con, mong mẹ đừng cảm thấy tội lỗi vì cuộc sống của con rất tốt, Pienko nói. Bằng sự giúp đỡ nhiệt tình từ hàng ngàn con người xa lạ nơi đất mẹ, chỉ trong vòng vài ngày của tháng 11 năm 2017, thông tin về một chàng trai Pháp gốc Việt đi tìm cha mẹ đã lan tỏa nhanh chóng trên mạng xã hội. Ngay sau đó, tung tích cha mẹ của anh đã được tìm thấy.
chiều muộn ngày 21 tháng 11 năm 2017, Bianco cùng bạn gái người Pháp mang những tài liệu, giấy tờ về gốc gác của mình, mang tên Nguyễn Việt Nam bay về đất mẹ. Ngồi trên máy bay, anh không khỏi lo lắng, thầm cầu nguyện và hy vọng người mà anh sắp được gặp mặt thực sự là người thân bấy lâu nay. Bởi từ sâu trong trái tim, Bianco biết nơi có cha mẹ là nơi anh nên trở về. Sau khi đáp xuống sân bay, Bianco hồi hộp xem lại những phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng trên Facebook. Trong lòng anh có chút khấp khởi, lạ lẫm, đang xen một cảm giác quen thuộc đến khó tả. Kìm nén những cảm xúc đang trực trào nơi khóe mắt, chàng trai người Pháp tức tốc di chuyển xuống Biên Hòa, Đồng Nai để gặp người được cho là cha và anh trai anh. Kể sao cho hết giây phút đoàn tụ, trùng phùng giữa hai cha con và anh em cùng máu mủ. Chẳng kịp nói một câu, vừa nhìn thấy cha, Bianco đã lao tới ôm rồi òa khóc. Những đường nét trên khuôn mặt như gò mắt, cái mũi, cái miệng, đôi mắt giống nhau như tạc, khiến anh biết mình không thể nhầm lẫn. Được gặp lại con, suốt buổi trùng phùng, ông Lương Hùng Tuấn liên tục quàng đôi tay ốm nhách, chai sần, lên vai con trai rồi gục đầu. Những giọt nước mắt vui sướng, xen lẫn hối hận của người cha, phải đành lòng bỏ rơi con từ lúc còn đỏ hỏn. Trong phút trùng phùng hẳn đã bớt phần mặn chát. Không nhà, không cửa, ông Tuấn và anh trai của Bianco nhiều năm qua phải sống lay lắt bằng nghề phụ hồ. Thậm chí cách đây mấy hôm, ông Tuấn không may bị tai nạn, được con trai đưa vào bệnh viện đa khoa Đồng Nai để điều trị. Tuy nhiên, chưa được mấy hôm, mặc dù vết thương chưa lành, nhưng ông Tuấn và con cũng phải ráng ra công trường để lao động vì không còn đồng nào để trả tiền giường, tiền thuốc men, tiền viện phí. Bianco mắt đỏ quạch. Anh không ngờ bao năm qua, cha và anh trai mình lại phải sống cực khổ như vậy. Chuyện trò một hồi, Bianco liền thúc giục mọi người cùng lên xe để nhanh chóng đến Suối Kiết gặp lại mẹ. Cuộc đoàn tụ đầy nước mắt. 15 giờ ngày 23 tháng 11, Bianco đã đặt chân đến xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, Bình Thuận. Vừa bước vào nhà, thấy di ảnh của một người phụ nữ vừa lạ vừa chút quen, Bianco đã linh cảm có điều không lành. Người phiên dịch đi cùng quay sang trò chuyện cùng người nhà, thì thoảng liếc mắt nhìn chàng trai người Pháp mắt nâu. Sau một hồi, quay sang thì thầm và cho biết mẹ anh đã mất cách đây 4 năm vì bạo bệnh. Bianco cảm thấy bầu trời như sụp xuống, anh ôm chặt người chị ruột ở gần đó, khóc ngon lành như đứa trẻ. Bianco đâu ngờ giây phút trùng phùng gặp lại sau 2-3 năm với mẹ không phải bằng hình hài, bằng xương, bằng thịt, mà chỉ là một tấm di ảnh trong căn nhà siêu vẹo. Cuộc đời của bà B, mẹ Bianco, là cuộc đời truân chuyên, đa đoan và đầy nước mắt. Sau khi cưới một thời gian, đôi vợ chồng trẻ dắt nhau vào Sài Gòn mưu sinh bằng nghề bán vé số. Sài Gòn là một thành phố hoa lệ, nhưng là hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Lang thang khắp các nẻo đường từ sáng tới tối. Nhưng số tiền ít ỏi kiếm được chỉ đủ cho hai vợ chồng trả tiền trọ, cơm hai bữa, bởi chi phí ở Sài Gòn thực sự quá đắt đỏ. Rồi bà B có bầu, sinh ra Bianco, nhìn đứa con đỏ hỏn trên tay, bà B trào dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Nhưng giây phút đó ngắn ngủi, chỉ tựa trong tích tắc, gánh nặng cơm áo gạo tiền, những giấc ngủ trằn trọc giữa cái oi nóng của căn phòng trọ chật hẹp. Cùng cái nóng của Sài Gòn khiến bà trào nước mắt. Biết không thể nào nuôi nổi, bà đành rứt ruột mang con tới cô nhi viện phường Tam Bình, quận Thủ Đức, khi Bianco chỉ mới 2 ngày tuổi. Sau đó, vợ chồng họ dắt díu nhau về quê và đành cắn răng nói dối là đứa trẻ sơ sinh đã mất để tránh bị dị nghị từ người đời. Những người xung quanh đâu có biết, đêm nào bà B cũng nằm khóc vì thương nhớ con. Ở quê được 2 năm, bà B lại vỡ kế hoạch. Một lần nữa, ông Tuấn lại đưa vợ vào Sài Gòn kiếm việc làm. Nhưng với người từ dưới quê lên, một chữ không biết, hai ông bà chẳng kiếm được bao nhiêu. Người ta kêu gì thì làm nấy. Rồi một ngày, vì đã quá khánh kiệt, hai vợ chồng đành dắt díu nhau ngửa tay đi ăn xin khắp nơi. Đầu năm 1996, bà B chuyển dạ, người chồng đã đưa vợ đến bệnh viện Từ Dũ và sinh được một bé trai kháu khỉnh. Cũng như lần trước, đến cái thân mình còn không lo nổi, cũng chỉ sau 2 ngày sinh con, bà B một lần nữa rứt ruột gửi đứa con sơ sinh vào cô nhi viện Tam Bình. Và lạ lùng thay, vài tháng sau, đứa trẻ này cũng được một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi và đặt tên là Thomas. Sống với nhau thêm một thời gian nữa, vì quá cực khổ, bà B và ông Tuấn chia tay. Sau đó bà B đi bước nữa với ông G tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Đến năm 2012 thì bà qua đời do bạo bệnh. Và điều khiến bà B đau đớn trước khi mất là
không được nhìn thấy hai đứa con lần cuối, được nói một lời muộn màng, cho mẹ xin lỗi vì tất cả, hãy tha thứ cho mẹ. Điều trùng hợp khá ngạc nhiên là Pienko và người em trai cùng huyết thống Thomas cùng ở chung thành phố cảng Marseille của nước Pháp. Thế nhưng hàng chục năm qua, hai anh em họ chưa hề giáp mặt. Theo Pienko, lần quay lại Pháp sắp tới, bằng bất cứ giá nào, anh cũng sẽ tìm được người em trai ruột thịt có hoàn cảnh như mình. Chiều ngày 23 tháng 11, trao đổi qua điện thoại bằng tiếng Pháp với phóng viên, Paolo Carpopienko nói, dù mẹ không còn, nhưng tôi cũng phần nào mãn nguyện vì đã có cơ hội trở về quê hương, gặp gỡ người thân sau thời gian dài xa cách. Đặc biệt, tôi sẽ liên hệ với người em trai hiện sống ở Pháp để anh em chúng tôi sớm được đoàn tụ. Và chỉ một tháng sau đó, Thomas, em trai của Pienko, cùng với bạn gái sau khi biết chuyện và tìm hiểu đã bay về Việt Nam. Cũng giống như anh mình, Thomas đã gục xuống khóc òa như một đứa trẻ khi biết mẹ mình đã mất vì bạo bệnh 4 năm trước đó. Thực hiện mơ ước đau đớn từ đáy lòng của đứa con xa mẹ 21 năm qua. Khi thắp nhang, Thomas đã ôm chặt tấm di ảnh người đã rứt ruột sinh ra mình vào lòng, như không muốn rời xa. Tiếng nấc nghẹn của anh khiến những người chứng kiến thấy mắt cay xè. Sinh ra không được đặt tên, cô gái gần 30 năm làm con nuôi trên đất Pháp, hạnh phúc vỡ òa ngày gặp mẹ Việt. Tôi tên là Manon Malet, tên tiếng Việt là Lâm Thị Thu Hương, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1995. Tôi bị bỏ lại tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh từ khi mới chào đời. Mẹ không để lại cho Manon Malet bất cứ thứ gì, thậm chí là một cái tên. Có thể cái tên Lâm Thị Thu Hương là do các y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ năm đó đã đặt cho Manon dựa vào tên của mẹ cô. Bé Hương sau đó may mắn được một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi, được cha mẹ nuôi đặt cho tên mới rất Pháp là Manon Malet. Em trai Manon sinh năm 1997 cũng được nhận nuôi ở Việt Nam cùng thời điểm với cô. Cô gái trẻ lớn lên tại một vùng quê của thành phố Lille thuộc miền Bắc nước Pháp và nhận được rất nhiều tình yêu từ cha mẹ nuôi. Họ hỗ trợ, chu cấp và tạo cho cô cơ hội học tập hay bất cứ điều gì cô mong muốn. Không chỉ vậy, cha mẹ nuôi người Pháp còn không sợ mất con, trái lại họ còn mong con hiểu về nguồn cội của mình. Từ khi hai chị em Manon còn rất nhỏ, họ đã đưa các con đi khám phá Việt Nam, tham quan những thành phố xinh đẹp như Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Huế, Hội An, Đà Lạt, Đà Nẵng, Mũi Né và Sài Gòn. Manon và em trai được tiếp cận và tìm hiểu văn hóa truyền thống của Việt Nam ngay từ những năm tháng đầu đời một cách tự nhiên và vô thức. Hàng năm, gia đình cha mẹ nuôi Pháp cũng luôn giữ phong tục ăn Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của người Việt. Cha mẹ nuôi còn sáng lập một tổ chức mang tên Bản Chữ Cái của Tình Yêu, nơi tập hợp rất nhiều cha mẹ người Pháp đã nhận con nuôi ở Việt Nam, để tài trợ cho những trường học và những đứa trẻ có xuất thân từ đất nước hình chữ S. Có lẽ, chính vì có được một gia đình tốt nên Manon rất hòa đồng, năng động. Từ nhỏ, cô bé đã không ngại ngần thể hiện ra niềm đam mê với thể thao, nhất là môn cưỡi ngựa. Cô cũng đặc biệt ưa thích du lịch và chụp ảnh. Sau những chuyến đi du lịch tại Việt Nam, Manon cho biết cô rất yêu nơi này. Cô quá may mắn vì được tiếp xúc, tìm hiểu về châu Á từ nhỏ, nên tình yêu của cô với nơi này nó cũng thấm vào trong tâm hồn. Năm 24 tuổi, Manon Malet hoàn thành chương trình học thạc sĩ chuyên ngành luật kinh doanh quốc tế. Cô đã trải qua 2 năm cuối của khóa học tại Phnom Penh, Campuchia, rồi đi thực tập tại một văn phòng luật của Mỹ tại Paris, trong khi chờ đến kỳ thi nhận bằng luật sư. Cảm ơn quý vị khán giả đã xem video. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like và thả tim ở phần bình luận để kênh có động lực đăng thêm nội dung mới nhé. Hành trình tìm mẹ Việt. Manon đã luôn khao khát tìm lại cha mẹ ruột của mình từ khi còn rất nhỏ, khoảng 6 tuổi. Sau này khi lớn lên, cô vẫn day dứt mãi một câu hỏi lớn. Không biết lý do vì sao mẹ bỏ rơi cô và không để lại cho cô bất cứ kỷ vật nào. Tuy còn trẻ, nhưng Manon cũng có thể cảm nhận được rằng một người mẹ khi dứt bỏ khúc ruột của mình là điều khó khăn vô cùng. Cô nói, tôi tưởng tượng rằng đối với một người mẹ, quyết định rời bỏ đứa con của mình không bao giờ là dễ dàng. Tôi chưa bao giờ oán hận mẹ. Trái lại, tôi muốn cảm ơn mẹ vì sự hy sinh cao cả và sự sống mà bà đã dành cho tôi. Tôi luôn mong mỏi được gặp bà, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sau khi xem được bộ phim Lion kể về câu chuyện cảm động có thật của một chàng thanh niên đã tìm lại được gia đình ở Ấn Độ sau 25 năm,
Manning như được thôi thúc để bắt đầu hành trình tìm mẹ của mình một cách nghiêm túc. Manning nghĩ rằng sau này được gặp lại mẹ ruột, một cái kết đẹp như nhân vật Sarah. Cô muốn mẹ biết rằng cô con gái bé nhỏ năm nào vẫn còn sống và sống rất tốt. Chính vì vậy, vào tháng 10 năm 2017, ngay trong năm học đầu tiên tại Campuchia, Manning đã trở về Việt Nam để bắt đầu hành trình kiếm tìm nguồn cội. Khi ấy, cô đã tới bệnh viện Từ Dũ và trại trẻ mồ côi Gò Vấp. Manning Ballet tâm sự, lần đầu tiên tôi đến Từ Dũ, các bác sĩ tại đây giải thích họ chỉ lưu giữ hồ sơ trong vòng 10 năm, kể từ khi đứa trẻ chào đời. Tôi thấy điều này thật tồi tệ và đáng tiếc, vì 10 tuổi, không một đứa trẻ nào đủ nhận thức để quyết định tìm kiếm cội nguồn. Dù buồn, nhưng sau đó Manning lại nhen nhóm hy vọng khi nhận được một thông tin mong manh rằng, cách đó nhiều năm, mẹ cô đã từng nói với hội dòng nữ từ Bắc Ái Vinh Sơn ở quận 3 Sài Gòn để kiếm tìm tin tức con gái. Vậy là cô lại ghé thăm nơi này. Tại đây, Manning đã gặp lại người bảo mẫu năm xưa, những bà sơ trong hội dòng nữ từ Bắc Ái Vinh Sơn từng chăm sóc cô. Họ rất thân thiện và quan tâm Manning trong suốt thời gian cô về Việt Nam, nhưng cuối cùng vẫn không ai biết mẹ ruột cô đã đi đâu. Trong suốt khoảng thời gian học ở Campuchia, Manning Ballet đã trở lại Việt Nam ít nhất 3 lần để tìm thông tin về mẹ ruột, nhưng cô cứ hy vọng rồi lại thất vọng. Cô nói, tôi cảm thấy rất cô đơn trên hành trình của mình, bất chấp sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, cũng như tất cả những người xa lạ luôn hy vọng tôi có thể tìm được mẹ. Mọi chuyện thật khó khăn. Vậy nhưng Manning không cho phép bản thân từ bỏ. Manning sau đó đã nhờ những người bạn Việt Nam giúp đỡ, chia sẻ câu chuyện tìm mẹ của mình thông qua một nhóm nhỏ trên mạng xã hội Facebook. Cô cho biết, tôi sẽ tiếp tục hành trình mà tôi đã theo đuổi từ thời thơ ấu. Nếu thất bại, tôi cũng sẽ không hối tiếc về sau trong cuộc đời này. Sinh nhật hạnh phúc nhất cuộc đời. Việc đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội đã giúp Manning nhận được một vài tín hiệu tích cực về mẹ mình. Cuối cùng sau 7 năm ròng rã kiếm tìm, vào những tháng cuối của năm 2023, Manning đã cùng người thân gặp mặt một người phụ nữ mà cô nghĩ là mẹ ruột của mình. Tuy nhiên mọi thứ vẫn phải đợi kết quả xét nghiệm ADN chính thức mới có thể khẳng định chắc chắn. Gần ngày sinh nhật 28 của Manning, cô đã nhận được kết quả xét nghiệm ADN dương tính tới 99,999%, khẳng định người phụ nữ đó chính là mẹ cô. Vậy là Manning đã thực sự tìm lại được mẹ ruột người Việt của mình. Họ gặp lại nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa, những nụ cười, những giọt nước mắt mừng vui khó diễn tả bằng lời. Manning vui vẻ nói, đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra cô được đón sinh nhật ở quê hương mình, một sinh nhật gia đình đoàn tụ với món quà đẹp nhất. Mẹ là người dũng cảm và mạnh mẽ hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng. Những cháu trai và cháu gái của tôi rất tuyệt vời. Cuối cùng, tôi cũng có thể mặt đối mặt cùng gia đình để hàn huyên, tâm sự, chia sẻ. Giờ đây, tôi cũng đã có câu trả lời cho hàng vạn những câu hỏi và mối quan tâm của tôi. Cảm giác thật nhẹ nhõm.